gì vậy? Nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? À, dây đứt vô kia, dây đứt vô kia. Thấy cảnh tượng này, chắc ai cũng phải hoảng hốt như người phụ nữ trong đoạn phim. Trong đêm tối, chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người cố gắng dập lửa nhưng không thành. Vụ cháy xe xảy ra vào tối 3 tháng 7 năm 2023 trên quốc lộ 20. Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, xe tải đang chạy hướng từ Lâm Đồng đến Đồng Nai. Đến đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ lửa bốc cháy ở phía thùng xe. Ngọn lửa cháy dữ dội, nhanh chóng bùng lên gần như bao trùm thùng xe. Tài xế xe tải vẫn cố di chuyển xe vào lề đường để chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Định Quán đã điều phương tiện, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan ra nơi khác. Hiện nguyên nhân vụ cháy xe tải đang được điều tra làm rõ. Trước đó 4 ngày, tức ngày 29 tháng 6 năm 2023, trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn huyện Định Quán cũng đã xảy ra một vụ cháy xe 16 chỗ và gần như bị thiêu rụi.